Công an huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc một nhóm thanh niên đuổi theo chém 3 người đi xe máy, làm 2 người tử vong và 1 người bị thương nặng, đồng thời truy bắt các đối tượng gây ra vụ án. Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, khoảng 18 giờ ngày 20 tháng 10, nhóm 3 thanh niên trú tại xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn vào một quán nhậu ở xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch chơi thì có mâu thuẫn với nhóm thanh niên khoảng 15 người trong quán. Đến khoảng 19 giờ, khi 3 thanh niên ra về trên một xe máy thì bị nhóm thanh niên 15 người cầm hung khí đuổi theo và dùng hung khí chém 3 thanh niên nói trên. Hậu quả khiến một người tử vong tại chỗ, một người tử vong trên đường đi cấp cứu, người còn lại bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Hiện lực lượng chức năng của công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với công an huyện Bố Trạch khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án và truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ án. Vào đầu giờ sáng nay, lực lượng chức năng tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn phong tỏa hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra tại xưởng làm sơn vào lúc rạng sáng. Vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng tại xưởng làm sơn ở đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thế Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngọn lửa được phát hiện bùng lên lúc 4 giờ sáng, kèm nhiều tiếng nổ lớn, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Công tác dập lửa tại chỗ bất thành do ngọn lửa lan mạnh. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Hóc Môn đã đến hiện trường ứng cứu. Vụ cháy sau đó được dập tắt, song lính cứu hỏa vẫn phun nước làm mát, phòng ngừa trường hợp cháy trở lại. Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy chưa được lực lượng chức năng công bố. Chiều tối ngày 21 tháng 10, Ban chỉ đạo phá hủy bom mìn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã thực hiện hủy nổ thành công quả bom nặng 130kg tại xã Lâm Giang. Qua xác minh, đây là quả bom thải trong chiến tranh đánh phá miền Bắc vào những năm 1968-1970. Vào khoảng 11 giờ ngày 18 tháng 10, gia đình ông Trần Văn Hòa sinh năm 1955, thôn Phú Lâm, xã Lâm Giang, trong quá trình san gạt nền nhà thì phát hiện quả bom và báo cáo Ủy ban Nhân dân xã Lâm Giang. Ban chỉ đạo phá bom huyện Văn Yên đã xây dựng kế hoạch họp triển khai phương án phá hủy. Vị trí hủy nổ bom được đào hầm là khu vực không có dân cư và cách nhà dân gần nhất là 1 km sau khối chắn. Quả bom đã được tổ chức hủy nổ theo đúng quy trình kỹ thuật, sử dụng lực lượng phương tiện hợp lý, an toàn tuyệt đối tính mạng tài sản, phương tiện của nhà nước, nhân dân và của lực lượng tham gia xử lý.